Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn từ giàu sang no đủ, từ danh thơm tiếng tốt. Nhưng đối với Chúa Giêsu, khi công bố đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Người đưa chúng ta đi vào một thế giới khác với sự đánh giá khác. Người cho các môn đệ biết rằng họ là những người có phúc, là những người được chúc phúc khi phải chịu nghèo đói, đau khổ và bách hại vì người. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói khát, vì anh em sẽ được no đầy. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em nếu vì Thầy, vì con người, mà người ta sẽ thù ghét, trục xuất, phỉ báng và vu khống mọi điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng, hớn hở, hân hoan, vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao. Khi tuyên bố như thế, Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới này thành một thế giới nghèo đói bần cùng. Không, thưa quý ông bà, anh chị em, không phải như vậy. Chúng ta biết rằng của cải vật chất là cần thiết để cho con người được sống xứng đáng đúng với phẩm giá của mình. Thiên Chúa cũng đã tạo dựng nên vũ trụ này và đặt con người để canh coi, làm chủ và hưởng dụng mọi sự trong vũ trụ. Nhưng điều Thiên Chúa muốn nói ở đây, của cải vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của cuộc đời. Người nghèo là những người biết sống cho những giá trị ấy, cho dù ở giữa những vật chất và những vất vả lo toan, miếng cơm manh áo, nhưng mà họ vẫn luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Lòng của họ, mắt của họ vẫn hướng nhìn lên trời cao, để ở nơi đó họ đang tìm kiếm những thực tại nước trời. Và họ biết mình sống để làm gì, cũng như sẽ biết mình đi về đâu. Khi Chúa Giêsu nói phúc cho những người nghèo, Ngài không chúc phúc cho sự túng bấn, túng thiếu và bần cùng. Bởi vì chúng ta biết rằng túng thiếu và bần cùng đó là những điều không tốt. Nhưng điều được chúc phúc ở đây chính là sự cậy trông vào Thiên Chúa. Chúa chúc phúc cho những người họ là nghèo khó, họ đói khát, họ tìm kiếm công lý, hay là họ đang gặp những khó khăn thử thách, họ phải khóc lóc vì phải vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Nhưng phúc cho họ bởi vì cuộc sống vốn là như thế, gặp những thử thách gian truân như vậy, nhưng họ biết cậy trông tín thác vào Thiên Chúa, và vì thế họ được hưởng lời chúc phúc. Bài đọc thứ nhất mà cộng đoàn chúng ta nghe khi nãy được trích trong sách Ngôn Sứ Giê-ri-mia. Lời Chúa phán rằng khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh của con người, còn tâm hồn của họ thì sống rời xa Thiên Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc. Còn phúc thay cho những ai biết tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông cho họ. Họ như cây được trồng nơi bờ suối, cứ bốn mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá không bao giờ tàn lụi. Họ được hạnh phúc và niềm hạnh phúc của họ ở trong chính Thiên Chúa. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, ai cậy trông vào những gì thuộc về loài người thì sẽ bị thất vọng, còn ai cậy trông vào Chúa thì sẽ chẳng thất vọng bao giờ. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đong đầy những chỗ trống của chúng ta. Chỉ một mình Ngài mới có thể thỏa mãn những đói khát của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em, trong những năm vừa qua đã phải trải qua đại dịch Covid hoành hành,
lan tràn khắp nơi trên thế giới này, làm cho cuộc sống của chúng ta gặp đầy những khó khăn, thử thách. Dịch bệnh xảy đến đe dọa cả mạng sống chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta, nếu những ai còn sống thì cũng gặp đầy những gian truân. Nhưng mà càng như thế, chúng ta càng kinh nghiệm về con người của mình, sự yếu đuối của chúng ta, để hằng biết cậy trông nơi Thiên Chúa. Của cải rồi một ngày cũng sẽ biến đi hết. Và ngay cả mạng sống của chúng ta, con người của chúng ta cũng rất là mỏng manh quá đỗi. Vì thế chúng ta không chỉ không thể cậy dựa vào sức riêng của mình hay là những khả năng của mình có. Nếu chỉ cậy dựa vào như thế thì chúng ta sẽ bị thất vọng. Chúng ta cũng không cậy dựa vào người đời, bởi vì người đời cho dẫu rằng họ có tốt lành với chúng ta, họ cũng phải mang lấy những thân phận yếu đuối, mỏng dọn như chúng ta. Vì thế, càng gặp những khó khăn thử thách, dịch bệnh xảy ra như là một kinh nghiệm cho chúng ta biết cậy dựa, tín thác cuộc đời của mình vào tay Thiên Chúa. Những người nghèo khó tự nhiên dễ hướng về Chúa, và cuộc sống càng cơ cực khó khăn thì họ càng cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Ai cậy dựa vào Chúa thì sẽ được Ngài phù hộ trợ che. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu khi Người đến trần gian, Ngài cũng đứng về phía những người nghèo, Ngài liên đới với những kẻ nghèo khó. Ngài cho thấy sứ mạng của Ngài khi đến trần gian: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Tin mừng của Chúa được loan báo trước hết cho những người nghèo khó, bởi vì những người nghèo khó biết thân phận của mình, và vì thế họ dễ dàng mở lòng của mình ra để đón nhận Thiên Chúa, đón nhận lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài cũng khẳng định với chúng ta rằng: quả thật anh em biết rằng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại biết bao. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, để hầu qua đó Ngài cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được sống trong hội thánh, và hội thánh của chúng ta, mỗi người là những thành phần trong hội thánh ấy, đều được mời gọi sống nghèo và vì người nghèo. Hội thánh nghèo là một hội thánh sống tinh thần nghèo khó của tin mừng, không dính bén với những của cải vật chất trần gian, không chạy theo những thói thế gian, không đặt của cải trọng hơn người, trọng hơn Chúa. Của cải cần phải có, nhưng hãy ý thức rằng của cải để được nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, cũng như của cải ấy cần chúng ta một sự chia sẻ, liên đới với anh chị em, nhất là những người nghèo khó. Chúng ta thuộc về một giáo hội nghèo, và giáo hội ấy là giáo hội của người nghèo, vì người nghèo. Giáo hội đó cũng là giáo hội được mời gọi sống tinh thần phúc âm của Chúa Kitô, tinh thần của các mối phúc, tinh thần của người nghèo. Chúng ta biết rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thời hiện đại, khi Ngài kể chuyện về giây phút danh hiệu Phanxicô đã đi vào lòng Ngài, và Ngài đã chọn cái danh hiệu ấy như là một chương trình hành động trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài không bộc lộ ra bằng lời tuyên bố long trọng, nhưng bằng cách bộc lộ một nỗi khát khao từ trong đáy tâm hồn của Ngài. Ngài nói rằng: ôi, tôi mong ước biết bao có được một hội thánh nghèo và vì người nghèo. Quý ông bà, anh chị em hôm nay được lắng nghe lời của Chúa, tin mừng của Chúa, chúng ta hãy chọn các mối phúc,
mà biết bỏ các mối họa. Hãy biết chọn để đi con đường công chính, con đường dẫn đến sự thánh thiện. Từ khước những con đường của sự dữ, con đường không thuộc về tin mừng. Để hầu qua đấy, chúng ta sống đời sống người Kitô hữu đầy tràn niềm vui và là một cuộc sống được Chúa chúc phúc cho chúng ta. Có một bí quyết sống vui, đó là một vị giám mục nổi tiếng hiền hòa, dễ mến. Khi Ngài được hỏi bí quyết của Ngài, Ngài đã trả lời về bí quyết đó như thế này: thứ nhất, tôi nhìn lên trời cao và tôi nhớ rằng cuộc đời của tôi phải đạt tới đó. Thứ hai, tôi nhìn xuống đất để thấy phần mộ của tôi sau này rất là hạn hẹp, nhỏ hẹp. Thứ ba, tôi nhìn chung quanh để thấy bao người nghèo mà qua đó Chúa mời gọi tôi đáng yêu thương và kính trọng. Thứ bốn, tôi học để biết hạnh phúc thật nằm ở đâu, mọi nỗ lực của tôi sẽ chấm dứt thế nào và những than thở của tôi thật vô cớ biết bao. Hầu qua đó, tôi biết đặt niềm tin cậy, tín thác nơi Thiên Chúa. Và nhờ thế mà cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc. Bí quyết ấy, bí quyết mang lại niềm vui. Xin cho chúng ta biết sống lời Chúa dạy, đó là sống tinh thần nghèo khó, đồng thời biết chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho anh chị em, nhất là những người nghèo khó ở xung quanh chúng ta. Và việc đầu tiên, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải làm cho người nghèo, đó là chúng ta chiến thắng sự lãnh đạm, chiến thắng sự vô cảm. Chúng ta hãy viện cớ này cớ khác để xa tránh họ. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết dấn thân trong cuộc đời của người Kitô hữu để dám sẻ chia và quan tâm nhiều hơn đối với những anh chị em, nhất là những người nghèo khó ở xung quanh chúng ta. Hãy biết quan tâm đến những cảnh lầm than, đáng thương, giảm thiểu đi cái khoảng cách bất công giữa người giàu và người nghèo. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta trở nên những khí cụ tình thương hài hà của Chúa cho anh chị em. Và qua cuộc sống như thế, chúng ta đang làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Và nhờ thế chúng ta đang trở nên chứng tá của tin mừng tình yêu của Chúa giữa trần gian này. Amen.